Xin chào anh. Vâng. Xin cảm ơn. Giới thiệu các bạn, đây là anh Công. Nếu đúng là ở đoàn phim Việt Nam là anh Công là đạo diễn, nhưng mà anh Công thì xuất phát là người diễn viên. Chào anh, hôm nay anh đi đâu đấy ạ? Xin chân thành cảm ơn. Vâng. Tôi xin thông báo với anh, tôi như đây chú. Thế thì nếu mà năm tới thì anh có quyết định là quay lại với cái nghề diễn viên của mình không anh? Tôi có đấy. Tôi đang lên dự án coi như thế là làm một show bán dâm online. Rất hay anh ạ. Bên em thì thằng cu em nhà em thì nó hiện tại nó đang dâm rất nhiều loại cây. Vâng. Và trên YouTube thì cũng đã có kênh dâm thóc, anh có biết cái kênh dâm thóc TV không anh? Quê tôi gọi ủ thóc. À thế à. Thế thì anh bán dâm thì anh bán những cái gì anh? Có bán cái gì nó nắng không anh? Không, em lập được công ty là em phải mời anh Công đóng đấy. Em nói thật đấy, em không nói chơi đâu. Thằng Hùng Nhung Nguyên nên đang bảo nó đi học để sau em với em mở. Giới thiệu với các bạn, đây là anh Công nhá. Anh Công sinh năm 74, quê ở làng Mục Nguyên, Tân Xã, Thạch Thất. Anh Công là người làng nhà mình, anh Công thì là chuyên bán dâm online. Là diễn viên lâu rồi, dạ cội rồi. Anh đã nghỉ để ra kinh doanh được khoảng độ 5 năm nay, nhưng mà mình đang muốn anh quay lại nghề và đang muốn mời anh quay lại đoàn của mình. Cảm ơn các bạn nhá. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Bất Động Sản Thạch Thất các bạn nhá. Vâng, anh này đi theo xe máy không liệng. Có máy không liệng nữa nhá. Đâu rồi đâu? Cho anh uống chén nước cho nó đàng hoàng đã. Em cho anh nhỉ? Vâng. Có gì em liên lạc với anh cái số mà 4-9 của anh nhá. Rồi. Vâng. Cứ vàng 9-4. Vâng ạ. Em chào anh nhá. Anh cứ đi từ từ thôi, vì lái xe nó không uống rượu nên không phải lo đâu. Hai anh em rủ nhau đi đâu đấy, Hà Nội à? Đừng có mang Covid về nhỉ.